huấn luyện viên Ten Hag đã từ chối đưa ra quyết định về việc cầu thủ nào sẽ giữ băng thủ quân của Manchester United trong mùa giải tới. Harry Maguire gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2019 với giá trị chuyển nhượng kỷ lục cho một hậu vệ. Tuy nhiên, anh dần mất đi tầm ảnh hưởng và trở thành sự lựa chọn dự phòng cho vị trí trung vệ. Mặc dù Maguire vẫn giữ trọng trách đội trưởng, nhưng có tin đồn cho rằng anh nằm trong danh sách thanh lý của Manchester United trong mùa hè này. Bruno Fernandes đã trở thành trụ cột của Manchester United kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2020. Anh đã ghi được 64 bàn thắng và tạo ra 54 đường kiến tạo trong 185 trận đấu trên mọi đấu trường. Có tin đồn cho rằng huấn luyện viên Ten Hag sẽ chỉ định Fernandes làm đội trưởng của Manchester United trong mùa tới, bất chấp tương lai của Maguire. Trong trận giao hữu đầu tiên gặp Leeds, Manchester United đã áp đảo và giành chiến thắng 2-0. Trận đấu này, Rafael Varane đã được trao băng thủ quân Manchester United vì cả Fernandes và Maguire vắng mặt. Sau trận đấu, trung vệ Pháp cảm thấy vinh dự khi làm đội trưởng Manchester United và khẳng định rằng đội bóng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho mùa giải tới.